đừng tìm nhà 1 tỷ ở Sài Gòn nữa, về ngoại ô chỉ với 350 triệu thôi còn dư tiền mà sắm ô tô. Xin chào mọi người, thì hôm nay mình xin phép giới thiệu cho mọi người một căn hộ 51m², một phòng ngủ và một nhà vệ sinh tại chung cư Home Sogate của chủ đầu tư Nam Long nha. Thì hãy cùng mình đi xem thiết kế của căn 51m², một phòng ngủ, một nhà vệ sinh này thì có cái gì nha mọi người. Thì đây chính là khu vực phòng bếp nè mọi người. Đây là khu vực phòng bếp. Mọi người nhìn thấy không? Rất là nhỏ nhỏ xinh xinh nha, được trang bị hình chữ L luôn. Nên là công năng sử dụng của nó rất là tốt nha mọi người. Đây chính là hệ bếp trên, hệ bếp tủ trên, tủ dưới nè. Có trang bị đầy đủ nha mọi người. Có bồn nước. Thiết kế rất là đẹp cho một căn diện tích nhỏ 51m² nha mọi người. Có trang bị sẵn đây mình. Đây là cái hệ bếp từ nha mọi người. Là một bên là bếp từ, một bên là bếp thông ngoại nha. Còn nằm ngay bên cạnh cái bếp này luôn, đó chính là cái cửa chính của mình. Cái cửa chính của mình thì nếu như mà anh chị có thể thấy đây chính là một cái cửa chính là cửa chống cháy 3 lớp. Có cách âm nha mọi người, có cách âm luôn nha. Và đây là sử dụng khóa cơ nha mọi người. Với căn hộ vừa túi tiền thì chủ đầu tư trang bị khóa cơ, nhưng mà về nhà mọi người có thể thay thế cái khóa cơ này được cho mọi người. Rất là rẻ thôi, chỉ tầm đâu đó là từ 3 đến 5 triệu tùy vào chất lượng, tùy vào cái dòng sản phẩm. Mình có thể thay thế cái này từ 3 đến 5 triệu là đã có khóa thông minh cho mình rồi nha mọi người. Và nằm ngay bên cạnh cái cửa ra vô này thì đây chính là cái hệ tủ giày. Thì cái hệ tủ giày cũng rất là nhỏ nhỏ xinh xinh nha mọi người. Cái ngăn này nha mọi người đã được chủ đầu tư làm lõm vô sẵn nè. Và ngay cái khúc này sẽ có luôn cái hệ điện, bản mạch điện ở đây, cầu giao điện ở đây nha mọi người. Hệ tủ đó là hệ tủ giày full trần luôn. Ở trên này mình có thể để những cái vật dụng linh tinh ha. Phía dưới này mình để giày. Đó, rất là đầy đủ cho gia đình, là gia đình trẻ ít người nha mọi người. Và nằm ngay bên cạnh cửa ra vô đó chính là một cái nhà vệ sinh. Thì mọi người hãy cùng mạnh đi vô đây xem nha. Thì nhà vệ sinh thì cũng có trang bị sẵn đó chính cho mình, đó chính là một cái phòng tắm đứng ở đây. Phòng tắm đứng thì có vách kính sẵn rồi nha mọi người. Có vách kính sẵn, có đầy đủ các thiết bị vệ sinh cho mình luôn. Và ở đây thì có một cái tấm gương nhỏ nhỏ, và chủ đầu tư có trang bị một cái hệ đèn ngay trên cái gương của mình luôn. Thì nếu như mà anh chị về đây mà mình muốn, chị gái đó muốn trang điểm thì vẫn có đủ ánh sáng để mình trang điểm ngay trong cái nhà vệ sinh này luôn nha mọi người. Rồi hãy cùng mình đi khám phá tiếp cái căn này nha. Thì ngay từ cửa ra vô mình đi thẳng vô trong luôn, đó chính là khu vực phòng khách. Và đây chính là khu vực bàn ăn. Thì nó nối liền với nhau luôn, một mặt thẳng vô vậy mọi người. Bếp nè, rồi tới bàn ăn và tới phòng khách. Nên mọi người nhìn vô của công nhà, lúc mà mở cửa đi vô, nhìn thẳng vô trong phòng khách, làm cho căn nhà mình có cảm giác rất là rộng và rất là thoáng. Có nhiều anh chị nói với Mạnh á, đi vô xem cái căn 51m² này có cảm giác như là nó rộng, nó thoáng hơn là một căn 2 phòng ngủ luôn. Nhưng mà tại vì là không phải vì nó rộng hơn, mà là cái cửa vừa mở vô một cái đập của mắt mình, đó chính là một cái không gian rất là rộng rãi thoáng mát như vậy á, nên làm cho cảm giác như là cái căn 51m² này nó rộng hơn là cái căn 2 phòng ngủ. Và đây là chính khu vực bàn ăn, thì được chủ đầu tư trang bị là ngay phía giữa có một cái đèn chùm xuống đây ha, có một cái đèn chùm xuống đây rất là đẹp nha mọi người, rất là đầy đủ ánh sáng cho mình. Và cái tông màu của trong cái căn này nó tông màu vàng nha mọi người, nên làm cho cái gia đình của mình cảm giác nó ấm cúng hơn, cái bàn ăn mình ăn cảm giác nó thoải mái hơn nhiều nha mọi người. Còn đây chính là khu vực bằng phòng khách, thì được chủ đầu tư trang bị đó là một cái ghế sofa nhỏ nhỏ ở đây, kèm một cái bàn nhỏ, một cái ghế rời. Và ngay cái trên cái góc này thì chủ đầu tư trang bị một cái cây xanh nè, một cái bóng đèn decor ở đây rất là đẹp nha mọi người. Có trang bị thêm một cái bức tranh đây nữa, cùng với lại hệ đèn chùm cũng là có tông màu vàng luôn, làm cho cái không gian, cái căn nhà của mình rất là ấm cúng nha mọi người. Và ngay tại cái phòng khách này, căn 51m² này hiện tại đó là không có ban công, mà nó chỉ có cửa sổ thôi. Và một cái cửa sổ trang bị ở đây rất là lớn nha mọi người, một cái cửa kính rất là lớn ở đây. Còn phía bên này mọi người, ngay chỗ đây trang bị một cái tủ tivi, một cái hệ tủ kèm với lại là giá treo tivi ở đây, rất là gọn nha mọi người, rất là gọn luôn. Thì cái khoảng cách mà từ cái tường để mình qua bên đó là khoảng là 2,5 m, thì khoảng cách này vừa đủ để mình để cái tivi lớn khoảng là 50 inch ở đây, vẫn là ok nha mọi người, vẫn rất là không có ảnh hưởng tới mắt mình nha, mình xem chi tiết rất là tốt. Và mình tiếp tục đi vô đây cho mọi người. Thì ngay tại cái không gian này, chủ đầu tư thiết kế thêm một gọi là một phòng ngủ cộng, thì là thêm một cái phòng ngủ nhỏ ở đây cho các bé. Nếu như nhà anh chị có một bé nhỏ thì mình có thể là trang bị ngay cái khúc này luôn, là một khu vực phòng ngủ với lại một cái bàn học cho bé luôn. Với một căn hộ 51m² thôi
mà mình có trang bị thêm một cái phòng ngủ cho bé, một nơi ngủ riêng tư cho các bé luôn nha mọi người. Mà không gian toàn bộ là mở hết. Đây, mọi người thấy không? Đây là cái phòng ngủ cho bé nè. Ở đây nếu như mà anh chị mà nhà có hai bé, mình có thể là làm thêm một cái giường tầng lên nữa nha mọi người. Tại đây mình thể làm một cái giường tầng để cho một bé trên, một bé dưới, vào cái khu vực bàn học này là vẫn đủ cho hai bé cùng ngồi học với nhau nha. Và nằm ngay bên cạnh cái bàn học đó chính là một cái hệ tủ, và cái hệ tủ này là có thể là để cho các bé treo đồ nè đó, và nằm ngay bên cạnh đó chính là cái lô da phơi đồ. Đây, đây chính là cái không gian lô da phơi đồ nha mọi người. Thì ngay tại đây là nơi để mình đặt cái máy giặt nè, cục nóng máy lạnh, và mọi người có thể nhìn thấy đó, ngay tại cái lô da này nó sẽ thông ra bên trong cái phòng ngủ master của mình, có một cái cửa kính để lấy gió vô bên trong luôn, rất là thông thoáng nha mọi người, một thiết kế rất là thông minh. Rồi hãy cùng Mạnh đi vô bên trong này khám phá một cái căn phòng ngủ master, mọi người hãy cùng Mạnh vô đây nha. Còn đây chính là phòng ngủ master của căn 51 m² một phòng ngủ này, thì mọi người có thể nhìn thấy không, một cái không gian mở hoàn toàn luôn, một không gian mở hoàn toàn cho cái phòng ngủ này nha mọi người. Tại vì chủ đầu tư hướng tới đó là một cái không gian để cho những anh chị độc thân nè, những gia đình trẻ chưa có con nhỏ, hoặc là có một bé hai bé là vẫn được nha mọi người, một không gian mở hết cho gia đình, rất là quây quần bên nhau, rất là thông thoáng. Rồi mọi người hãy cùng vô trong nha, rồi có thể xem cái thiết kế. Thì căn này, cái phòng ngủ được chủ đầu tư thiết kế một cái giường không quá lớn nha mọi người, cái giường này đâu đó khoảng 1 m 6 thôi, 1 m 6 x 2 m, và ngay bên cạnh đây sẽ có một cái tủ đầu giường nè, một cái hệ tủ đầu giường bên này, kèm với lại bên này mọi người, bên này thì có đó chính là hệ tủ đồ. Thì hệ tủ đồ này là hệ tủ cửa lùa nha mọi người. Thì tới thời điểm hiện tại mình thấy là những cái tủ hệ tủ cửa lùa như vậy á, nó rất là đỡ tốn diện tích, mình không cần phải mở ra mở vô tốn diện tích, và trong cái hệ tủ lùa này mình có thể đựng được rất là nhiều đồ mà không cần tốn diện tích nha mọi người. Đây, gỗ công nghiệp thôi, hệ tủ gỗ công nghiệp thôi, nhưng mà chi phí cũng khá rẻ mà mình làm cho căn nhà mình lên có thiết kế rất là đẹp nha mọi người. Nằm ngay bên cạnh cái hệ tủ lùa này thì là sẽ có một cái bàn làm việc ở đây. Thì cái bàn làm việc này mọi người vô đây xem ha, cái bàn làm việc này nó nằm ngay bên cạnh, nó trên cái cửa sổ mà nãy mình nói thông ra lô gia ở ngoài á, mình có thể là mở cửa ha, lấy gió đón gió từ cái lô gia mà thổi vô trong căn nhà của mình ha. Đây có bàn, có luôn cả bộ trang điểm cho các chị em ở đây nữa nha, có luôn cái bộ trang điểm, và có hệ đây cũng bên này cũng sẽ có thêm có hệ tủ đầu giường nhỏ nhỏ thấp thấp ở phía dưới này nữa. Rồi. Thì đây chính là toàn bộ cái thiết kế của căn 51 m² một phòng ngủ, một nhà vệ sinh tại chung cư Home Sogat của chủ đầu tư Nam Long, nằm ngay trong khu đô thị Waterboy Bến Lức Long An, nằm với tổng diện tích là 355 ha, có đầy đủ tiện ích cho mình, đó chính là bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, và rất rất là nhiều cái tiện ích khác, với lại công viên là 25 hecta, rất thích hợp cho anh chị yêu quý thiên nhiên, yêu quý thể thao, thích chạy bộ, thì đến với lại khu tiệc Waterboy là một địa điểm rất là lý tưởng nha mọi người. Đừng có tìm nhà 1 tỷ trên Sài Gòn nữa mọi người, về với lại khu tiệc Waterboy luôn, chỉ với 350 triệu thôi mình đã sở hữu một căn nhà, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh như vậy đó. Rồi nếu như mà anh chị có quan tâm đến căn hộ này thì hãy liên hệ trực tiếp với Mạnh để biết thêm chi tiết nha. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.